mỗi người sẽ có một cái cách nhìn nhận thế giới khác nhau. Và sẽ như thế nào nếu ta đứng từ góc độ của người đó mà nhìn thế giới, mà cái người đó lại được xã hội nhận định là kẻ điên? Liệu sau khi nhìn thế giới qua cặp mắt của một kẻ điên như vậy, ta có còn bình thường được nữa không? Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay cô các bạn trải qua như thế nào? Mình đã từng hứa với mọi người là mình sẽ làm một video để mình nói về những chương mà mình cảm thấy ấn tượng trong quyển sách Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải của tác giả Cao Minh. Hôm nay mình lên chiếc clip này để mà kể cho mọi người nghe những chương mà có phần kỳ dị nhưng mà cũng rất là logic. Trước khi đi tiếp với video của ngày hôm nay thì Ký Kỳ Cục còn có phiên bản nhắm mắt. Đường link để ở phía dưới phần mô tả ha. Hãy đăng ký kênh nếu mà bạn thích và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo, để chúng ta không lạc nhau giữa dòng đời vội vã nhé. Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải là tổng hợp những cuộc trò chuyện của tác giả đối với những bệnh nhân của mình. Nhưng điều đặc biệt ở đây là những bệnh nhân của ông, những người ông trò chuyện có phần đặc biệt. Không phải là thiên tài, nhưng chắc cũng không phải là kẻ điên. Bạn có để ý là ở cuộc sống hiện nay, chúng ta luôn bị mọi thứ xung quanh ta chi phối, tác động. Nói không ngoa chứ, chúng ta có cái mối quan hệ cộng sinh, không những đối với những sinh vật xung quanh mà còn cả đối với những vật dụng xung quanh nữa. Những vật dụng tưởng chừng vô tri ấy lại có thể tác động và chi phối chúng ta ở một mức độ nào đó. Như là cái quạt trước mặt mình chẳng hạn, cái tivi, cái tủ lạnh, cái điện thoại nữa, khiến cho tâm của chúng ta chưa bao giờ đủ lặng, đủ yên tĩnh. Và từ đó suy ra, đặt ra một cái câu hỏi là bạn có bao giờ tò mò sẽ ra sao nếu bạn tách mình ra khỏi cái nhịp sống hiện tại, thực hành theo cái kiểu mà người xưa gọi là bế quan, nó sẽ ra sao? Đây là nội dung trong chương Mùi vị của quả táo. Quả táo nha, chứ không phải là quả báo nha. Thì có một người đàn ông cũng ý thức được cái điều đó, ý thức được là sự chi phối của vạn vật xung quanh lên bản thân, nên đã chọn cách là ngắt kết nối với mọi thứ xung quanh. Lấy lý do với người thân của mình là mình đi công tác, để rồi một mình trốn trong nhà, khóa cửa, tắt điện thoại, rút dây, sập cầu dao. Lúc đầu sẽ có cảm giác không quen, nhưng anh ta vẫn có động lực, anh ta vẫn nhịn qua được. Cứ thế ngẩn ngơ cho đến sáng, cảm thấy rất là lạ. Lúc này chợt nghĩ ra, sáng suốt ra những chuyện mà vốn bình thường không có nghĩ ra được. 48 giờ đầu là cái khoảng thời gian khó khăn nhất, nhưng sau đó anh ta quen dần. Những câu chuyện tiếp theo được anh ta đề cập nó sẽ không phải là những cái vấn đề quá đao to búa lớn, nhưng mà buộc người xem phải mường tượng, phải có hình dung trong đầu. Trí tưởng tượng càng bay cao bay xa thì càng dễ hòa mình vào trong câu chuyện, càng dễ cảm nhận được những cái cảm giác, những cái cảm xúc được miêu tả đến trong sách. Mà điều này làm cho mình rất là thích. Để mình nói đại khái cho mọi người nghe nha. Như là ở cái nhịp sống bình thường thì khi mà có quá nhiều thứ chi phối, nó sẽ như một cái lớp sương mờ tồn tại trước mặt ta, bao vây lấy chúng ta. Khi anh đã chọn cách bế quan thì dần dần cái lớp sương ấy mờ đi. Anh ta thấy được bằng chính đôi mắt của anh ta và cảm nhận được bằng chính đôi tai của mình. Khúc này mọi người hãy nhắm mắt lại, nghe mình đọc về cái đoạn này ha. Rồi anh ta miêu tả cái cảm giác sau bế quan. Anh ta sẽ mang quả táo đi rửa thật sạch, ngơ ngẩn nhìn những cái chấm vô cùng nhỏ trên lớp vỏ, rồi cắn một miếng thăm dò. Anh ta nói tiếp, lúc dùng răng cạp vỏ, hương vị thanh mát nguyên bản nhẹ nhẹ xông lên, phá vỡ điểm ngưỡng, dần dần lan tỏa trong miệng. Mùi vị cũng trở nên nồng đậm, Khi mà chậm chậm nhai, nước quả trào lên đầu lưỡi, xóa bỏ vị giác khô khốc một cách tàn bạo và mãnh liệt. Từng hạt tế bào trong thịt táo tranh nhau vỡ ra, giải phóng nhiều mùi vị hơn. Hương thơm thanh nhẹ của quả táo cùng nước quả chảy xuống nơi sâu nhất cuống họng. Trời ơi! Vị giác vừa được rửa sạch thanh thật truyền thông tin đến đại não. Tất cả cảm quan sau mấy ngày bị lãng quên, nhờ một quả táo đã phục hồi trở lại. Giờ nhớ lại, tôi còn chảy nước miếng. Cảm xúc của mình khi mà đọc cái chương này á, thì mình cũng cảm thấy là đôi khi mình cũng muốn lặng thật sự nha. Nhưng mình bị nhiều thứ xung quanh tác động, và đôi khi mình muốn những thứ ấy tác động vào bản thân. Thì đương nhiên mình cũng không có động lực bế quan. Nhưng mà cảm giác mà một người họ bế quan và họ trải nghiệm cái cảm giác như là sống lại một lần nữa, nó làm cho chúng ta có một tí, nó làm cho cá nhân mình đi ha, có một tí ngưỡng mộ, có một tí đồng cảm, và có một tí muốn thử. Rồi, đến chương khoan sọ. Chương này thì sẽ có phần creepy khá là thú vị, và mình đã thực hiện một cái video riêng. Ở video này thì mình sẽ kể ngắn gọn nội dung ha. Một người đàn ông muốn thực hiện cái liệu pháp, cái phẫu thuật khoan một lỗ nhỏ trên hộp sọ của bản thân mình, vì anh ta tin làm cái điều đó, tác động cái điều đó lên hộp sọ của mình thì sẽ có những cái năng lực đặc biệt, thậm chí là có thể nhìn thấy ma quỷ. Kết quả thì sao? Kết quả vượt ra xa hai từ rực rỡ luôn. Muốn biết chi tiết thì mọi người có thể chọn xem cái video mình để ở đây ha. Chương này thì sẽ đánh vào cái nỗi lo lắng của người xem. Ít ra là cá nhân mình. Mình có bảo là xem sách như một lời nhắc nhở. Đó là ok, xem cho biết, xem để phong phú đầu óc, chứ đừng quá nhập tâm, đừng quá đi sâu vào câu chuyện. Ít nhất là ở một số chương. Bạn có bao giờ xem một cảnh phim và bạn hoàn toàn cảm thấy bình thường với cái cảnh đó, nhưng một hôm có một người nào đó bảo với bạn là ở cái cảnh phim đó là nữ chính kẻ lông mày không có đều, một bên cao một bên thấp, và rồi từ đó bạn không thể xem cái cảnh phim đó một cách bình thường được nữa. Bạn đã bao giờ? Nội dung của cái chương này sẽ nói là mỗi người sẽ có một cái cách nhìn nhận thế giới khác nhau, và sẽ như thế nào nếu ta đứng từ góc độ của người đó mà nhìn thế giới, mà cái người đó lại được xã hội nhận định là kẻ điên. Liệu sau khi nhìn thế giới qua cặp mắt của một kẻ điên như vậy, ta có còn bình thường được nữa không? Chương này là một cách tác giả tự ám thị và cứu vớt bản thân mình khi tác giả tiếp xúc với quá nhiều bệnh nhân tâm thần. Mà nếu không thể hòa mình vào câu chuyện của họ thì tác giả sẽ không thể giúp được họ. Nhưng nếu mà vì hiểu cho họ quá mà đôi khi tác giả bị lậm, bị chìm sâu trong chính những cái góc nhìn của họ đang nhìn nhận cái thế giới, lúc này phải như thế nào đây? Nói một cách gần gũi hơn với chúng ta đi, thì chúng ta ai cũng phải đi làm, cũng có công ăn việc làm đúng không? Thì công việc mà không thể lúc nào cũng, đương nhiên chúng ta sẽ hy vọng nó suôn sẻ, nhưng mà không phải lúc nào cũng sẽ suôn sẻ, cũng phải có, đôi khi sẽ nảy ra những cái cảm xúc tiêu cực trong công việc. Thế là những lúc này, dù muốn dù không, chúng ta cũng đã đem những cái cảm xúc tiêu cực ấy vào trong cuộc sống cá nhân của chúng ta. Dù đã tan ca rất là lâu nha, dù đang ngồi nhà nghỉ ngơi, đang xem tivi, đang ngồi ăn với gia đình, nhưng trong đầu chúng ta lại không thôi canh cánh về những cái cảm xúc tiêu cực nảy sinh trong lúc cái công việc đó. Cái tên chương đã nói lên tất cả, nói cụ thể quá thì nó không còn gì hay nữa, đúng không? Sáng sinh, chiều chết. Con người luôn sinh ra với một cái niềm tò mò mãnh liệt về thế giới, một con mắt trong veo để nhìn đời. Nhưng nếu quá cố chấp tìm cho mình những cái lời giải cho một vấn đề nào đó. Nhưng nếu mà không tìm thấy thì rất dễ bị tâm thần. Người tâm thần phần nhiều không phải là vì họ không có khả năng tư duy, mà ngược lại, đôi khi suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề nào đó, rồi không tìm thấy lời giải, không tìm thấy lối thoát trong chính những cái suy nghĩ đó của mình, nên đã bị tâm thần. Chương này thì mở đầu với vài lời giới thiệu của tác giả về một người đàn ông trung niên, một nhà sinh vật học, học thức đàng hoàng nha. Ông đã từng bị tâm thần phân liệt, liên tục nhìn thấy những cái phân thân của mình ở khắp mọi nơi và liên tục đặt câu hỏi cho bản thân. Nguyên nhân của căn bệnh này là vì ông suy nghĩ quá nhiều, quá cố chấp, cả ngày chỉ nghĩ đến một cái vấn đề thôi, và vấn đề của ông thì chưa bao giờ tìm được lời giải, dù ông cố gắng làm mọi hướng, mọi phương pháp luôn. Mình nghe thì mình sẽ cảm thấy là hơi ngợp, hơi bị bất lực. Tâm bệnh thì chỉ có bản thân mới có thể cứu vớt được chính mình này. Căn bệnh luôn mang đến cho ông và gia đình của mình những trải nghiệm không có tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn thôi. Rồi bỗng một hôm, trong lúc phát bệnh, ông ngộ ra được một chân lý. Từ đó, ông khỏi bệnh. Như một trò đùa luôn. Tới đây thì nó sẽ hơi trừu tượng nha. Kiểu mình nghĩ là các bạn nếu mà đã đọc qua chương này, khi mà mình nói ra thì mọi người có thể sẽ dễ mường tượng hơn. Chưa đọc cái chương này thì cũng không sao. Nó sẽ không đến nỗi quá khó hiểu đâu. Mình nói thì chắc chắn mọi người sẽ hiểu, nhưng mà hiểu được đến đâu thì còn tùy. Con ngựa chạy rất nhanh, nhưng chưa bao giờ con ngựa ngoảnh mặt lại và tự đặt câu hỏi cho mình là tại sao tôi có thể chạy nhanh được như vậy. Con chim có thể bay lượn trên trời, nhưng cũng chưa bao giờ chú chim ấy lại thắc mắc là vì sao mình có khả năng bay như thế. Con người tuy không có khả năng chạy nhanh hoặc là bay lượn, nhưng cũng sẽ có những thứ họ chấp niệm, những thứ họ nỗ lực. Đôi khi có tìm thấy câu trả lời hay không, có kết quả hay không, nó lại không quan trọng bằng cái việc là mình đã nỗ lực như thế nào. Chẳng phải đây là cái điều khiến cho con người trở nên đặc biệt hơn sao? Giống như đi du lịch, thì ai chẳng biết là kết quả của chuyến đi du lịch đó là mình cũng phải đóng gói hành lý, gói ghém và trở về nơi mình sinh sống. Nhưng mình hỏi bạn nè, có ai lại không thích đi du lịch chứ, đúng không? Thì cái trọng tâm nó nằm ở cái việc là bạn có tận hưởng cái chuyến đi du lịch đó hay không, và nó chú trọng vào cái quá trình hơn là kết quả là bạn đi để làm gì, rốt cuộc cũng phải đi về. Ok không? Sở dĩ mình chấp niệm cái vấn đề này cũng là vì có một câu nói của một người khiến mình cũng chấp niệm. Đó là cái câu là quen làm gì? Quen làm gì để rồi sớm muộn cũng chia tay, thì chọn quen làm cái gì? Mình cảm thấy có sự tương đồng giữa hai cái chương là sáng sinh chiều chết và trái tim vĩnh viễn không ngừng đập này. Là con người, đôi khi mình cũng có những chấp niệm, nhưng biết buông bỏ, biết giới hạn, đôi khi lại là cách giải thoát. Đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã chọn ngồi xuống và theo dõi hết chiếc video này nhé. Và cũng cảm ơn vì đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Mọi thắc mắc thì mọi người có thể bình luận phía bên dưới, và cũng như liên hệ với mình qua những cái đường link mà mình đã để phía dưới phần mô tả ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.